tấm ốp tráng gương Warlock từ sang trọng đến hiện đại. Kính thưa quý vị và các bạn, rất nhiều người trong chúng ta có mong muốn không gian ngôi nhà, căn hộ, khách sạn, nhà hàng của mình sẽ trở nên sang trọng và đón đầu xu hướng thời đại. Làm sao để trang trí một không gian hiện đại, đẹp mãi với thời gian, đó đều là mong muốn của mỗi chúng ta. Chính vì mối quan tâm đó của quý vị, Warlock đã nghiên cứu và cho ra mắt dòng sản phẩm tấm ốp tráng gương Warlock. Sản phẩm này có thực sự là xu hướng của thời đại hay không? Hãy cùng Warlock tìm hiểu những đặc điểm của sản phẩm tráng gương này quý vị nhé! Điểm đặc biệt đầu tiên phải kể đến là chất cốt nền. Tấm ốp tường Warlock được làm bằng nhựa PVC foam dày 8mm, có khả năng chống bụi mọt, ẩm mốc, không thấm nước, xốp nhẹ, dễ dàng thi công. Đặc điểm tiếp theo là công nghệ in. Tấm ốp Warlock được in với công nghệ 3D hiện đại, làm nổi bật đường vân, tạo độ sắc nét chân thực tự nhiên, mang đến chiều sâu 3D cực độ cho những tấm ốp này. Cuối cùng là lớp phủ. Tấm ốp có lớp phủ epoxy trắng gương dày từ 0,5 tới 2mm, làm cho bề mặt tấm ốp có độ siêu bóng như gương. Bên cạnh đó, lớp trắng gương này cũng có khả năng chống xước, chống ngấm nước cực tốt. Những tấm ốp tráng gương Warlock rất phù hợp để trang trí các bức vách TV, kệ đầu giường, quầy lễ tân, sảnh khách sạn, nhà hàng, tạo điểm nhấn cho không gian thêm sáng và sang. Bên cạnh sản phẩm chính là tấm ốp tráng gương, Warlock bổ sung thêm các dòng sản phẩm phào chỉ, nẹp tường, khung tranh. Đây là phụ kiện làm nổi bật tấm ốp tráng gương, tạo điểm nhấn cho không gian nhà. Tại Warlock cung cấp hơn 30 mẫu sản phẩm gồm đa dạng mẫu mã như vân gỗ, vân đá và chất liệu, giúp quý vị thỏa sức lựa chọn màu sắc mà mình yêu thích. Đặc biệt, những mẫu tấm ốp tráng gương này đều là khổ lớn. Do vậy, khi thi công dự án sẽ hạn chế tối đa các vết nối giữa những tấm ốp với nhau. Là đơn vị hàng đầu trong ngành sản xuất đồ trang trí nội thất, Warlock luôn tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất nhằm đảm bảo cho ra mắt những sản phẩm chất lượng tốt nhất, cao cấp nhất để phục vụ quý khách hàng. Nếu quý vị đang có ý định trang trí nội thất cho ngôi nhà, khách sạn hay nhà hàng còn chần chờ gì mà không gọi ngay cho chúng tôi theo số hotline 0989 840 322 để được giúp đỡ. Quý vị vui lòng truy cập website warlock.vn để xem chi tiết các sản phẩm. Cảm ơn quý vị đã đón xem video này. Chúc quý vị có một ngày mới thật an lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.